Rồi, Lâm có nghe gì nữa không? Dạ man. Lâm đây. Dạ man. Anh Lâm. Đây tay nghe chống hồ đó, không nghe gì nữa. Quang Hải. Anh nghe thấy không? Không nghe gì hết. Hiểu hiểu anh. Nghe nhạc thôi. Sao vẫn trả lời được? Nghe gì hơn? Nào, đây là ai nào? Đây là ai? À, đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên. Hả? Đội tuyển Việt Nam. Lá cờ. Cốt cốt cốt. Hả? Cốt cốt. Ăn mừng này, ăn mừng kiểu áo đội tuyển. Em chỉ đầu ấy. Chỉ đầu ấy. Ăn mừng, ăn mừng, ăn mừng. Thầy. Tên tên. À. Thầy có phải thầy không? Đúng rồi. Thầy. Thầy Park. Hả? Ok, đúng rồi. Đúng rồi. Cái này cái gì? Đây là 15, 14. Thì anh đoán nhá. 12. Anh biết cái số gì không? Khó chịu ghê, không nghe một cái gì. Nhật Bản, Nhật Bản. Cơm cuộn. Cơ. Nó liên quan đến cái gì? Đội tuyển hay là cái gì? Đội tuyển à? Đồ ăn. Hả? Ăn. Ăn cơm. Cơm. Món cơm. Món à? Món gì? Món Việt Nam không? Có phải món Việt không? Lời to ấy. Cho ta nghe là bị lời to ấy. Anh không được lấy cái khác mà chị. Rồi em đổi rồi. Là hết thời gian là chỉ là coi như là thua câu này đấy. Thua câu này là không được chơi nữa rồi. Lại sang câu khác. Thôi đi. Có thể chỉnh nhạc trong này được không ạ? À? Thôi, con gì? Là đi ra xa đấy rồi anh. Con đi. Nhưng mà anh có biết tiếng Việt thì đó là cái gì không? Thôi hỏi em. Con vật. Cái gì? Bây giờ em phải biết là anh chỉ có nhìn em thôi và không nghe một cái gì, còn giọng của anh cần cũng không nghe được. Con biết con ngựa. Ngựa ok. Được rồi. Ủa tại sao ngựa như này? Ngựa đây là ai? Đúng rồi đây. Rồi ok. Xong. Ngựa lấn này này. Rồi được à? 2/3 điểm. Dịch của đội anh không hề đâu. tóc ít thầy không của anh nói lại nói từ từ nói chậm rồi ít tóc rồi như vẫn nghe thấy nói từ từ thôi cho khỏi đọc bầu đức. Màu trắng. Thế thì càng khó. Tóc ít nhưng mà lại màu trắng à? Có 3 cái thì có 2 cái. Đúng thế thì. Chủ tịch. À, đi tóc. Đội nào? Đội anh. À, Ba Đức. Đúng rồi. Dâu ấy. Dâu đây. Con vật. Con vật. Đúng rồi. Con mèo. À, con mèo. Bật loa to hơn. Mấy loa như đúng nhạc, đúng nhạc mà nó cửa hơi nhỏ sao ấy. Được. Ăn món ăn. Việt Nam. Món ăn Việt Nam. Thịt cao. Thịt cao. Nước Mỹ thích. Từ từ.
Món ăn Việt Nam. Món ăn. Món ăn Việt Nam gì đó? Nhìn nhá, đây này, góp này lên chấm này. Nhưng mà mùi kinh lắm. Bún đậu mắm tôm. Nice, nice. Nice. Em có cái đấy cũng thế cơ. Đấy quá. Hết chưa, hết chưa? Thôi, không sao, công bằng rồi mà. Công bằng em luôn. Như thế là... Là... À, đội của Xuân Trường và Duy Mạnh đã giành chiến thắng. Dạ, rồi anh có anh nhầm được không? Gỡ được không? Gỡ được không? Để Hải đoán. Hải chưa đoán mà. Thôi để lần sau lại gỡ tiếp vậy. Sở dĩ chơi trò này là bởi vì Sương Mai nghĩ rằng là chắc là cái việc mà mình hiểu ý nhau ấy ở trên sân cỏ và cả ở ngoài đời nữa, nó là một cái việc rất là quan trọng để chúng ta có thể phối hợp với nhau ăn ý nhất và tạo nên những cái bàn thắng đẹp mắt nhất. Tết Kỷ Hợi vàng sung túc cùng Sony. Sony hân hạnh là nhà tài trợ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 2017. Sony.